hòa trong niềm vui của hàng triệu người đón mừng mùa lễ hội, Đỗ Thanh Entertainment hân hạnh giới thiệu sản phẩm văn nghệ DVD số 20 với chủ đề lớn Chân Dung Việt Nam. Khí thế hùng ca dòng máu Lạc Long, bất khuất trước ngoại xâm, bảo vệ từng tấc đất quê hương với hàng ngàn quý khán thính giả tham dự sẽ đồng loạt phát hành trung tuần tháng Giêng. DVD Chân Dung Việt Nam là dòng mượn cũ còn vương vấn đâu đây mùi khói súng, viết từ KBC hay nơi địa đầu dưới tuyến. Nhìn ánh trăng khuya mà liên tưởng đến người cô phụ dõi mắt miền xa xăm. Chỉ còn gần anh một giây phút tình thưa chim bao nay thuyền xa bến đồ. Mẹ Việt Nam ơi con xin dâng, xin hiến trọn cả đời. Tôi về không gặp nàng mà ngồi bên mộ vàng. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? DVD số 20 Chân Dung Việt Nam là những giọt nước mắt hòa trong lòng biển xuôi nam về bên kia bờ đại dương, nỗi lòng người Việt lưu vong. DVD Chân Dung Việt Nam là khám phá những giọng ca vàng, tuổi trẻ Việt Nam trên đất nước quê kỳ. Những tài năng đầy nhiệt huyết sáng tạo vụt sáng trên vòng trời nghệ thuật, một hứa hẹn rạng rỡ cho mai sau. DVD Chân Dung Việt Nam là hương hoa cao hoa bắp, là dòng cửu long hiền hòa ruộng lúa bờ ao. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngắm mùi chim nhờ lá rừng. Là hương giang, là hồng hà cuộn sóng. DVD Chân Dung Việt Nam, những tác phẩm chọn lọc được khớp thành một chiếc bình cổ trân quý trao đến quý khán thính giả nhân mùa lễ hội, đồng loạt phát hành trung tuần tháng Giêng. Kính mời quý khán giả đón xem. Mọi chi tiết liên lạc 949-233-8621, 949-233-8621. Tổng đại diện phát hành tại Nam California, Bích Thu Vân, 714-897-4519, 714-897-4519, với giá 22 Mỹ Kim.